Chào mọi người. Hôm nay mới ăn steak xong, bây giờ mình vừa tản bộ exercise cái chân mà vừa mua sắm ngoài trời. Hôm nay mình đi mua sắm đồ brand name, đại khái như Gucci, YSL hay là đại dịch ra tiếng Việt là mấy đồ xịn nhưng mà đồ nó có lỗi chút xíu, cho nên nó bán là gọi là outlet, là nó bán ngoài trời nữa. Không phải ngoài trời mà nó bán ra cái khu, nói tóm lại là ở Florida có nhiều cái outlet brand name lắm, cho nên là mình tới đây là mình chỉ thích cái chỗ này nhất. Còn ăn uống thì mình không có chấm, ăn uống thì mình có chef đi riêng để nấu rồi. Bây giờ mình đi thẳng tới Gucci luôn hả? Cái mall này thì nằm ở bên Fort Lauderdale nha. Thì thật sự ra là Florida thì chỗ nào cũng có outlet brand name hết. Mình thấy là mình đi Orlando cũng có nhiều, rồi mình đi Miami cũng có nữa. Mà cái này là mình đang ở đây là ở Fort Lauderdale nha. Rồi tắt traffic, cái chỗ kẹt xe nữa, mình không hiểu, rất là đông ở đây. Thì chắc khu này là chắc khu du lịch rồi, cho nên là mình nghĩ là rất là đông. Ở trong mall này cũng nhiều người đi lắm, Covid gì đâu mà nó shopping mà ai cũng đi á. Mình đi vô Gucci trước hả? Cái này nè. Không tội nó mà. Rồi đây đây nhìn xa xa này được mướn thêm cái thằng này nữa, vừa làm tài xế lái xe mà vừa làm đi theo bảo vệ. What's your name? Tên gì? Bob. Bob. Bob is a nickname I call him, but he's very cute. He his name is Chris. Looking for he also looking for cái đang tìm bạn gái, thích tìm vợ Việt Nam. Ai là muốn đăng ký thì alo cho mình biết nha. Người là get like giùm á, đeo bụng chị vô. Chị vô thử mấy chị kia, chị nào nhắn chị vô trước. Nhìn cái ra hiệu nào mình cũng thích hết á. Tiết kiệm mình đừng có mua cái này để dành tiền tới mua nhiều hơn mấy khác. Đấy. Cái này mùa hoa đào này đi đón năm tới nữa. Này mua bỏ cho chết sao. You can try this if these are too big. Too big, too big. This is a 38. I have 37.5. That's it. That's it. It's still very big. Không mua nhưng mà không có size rồi. Yeah, they come. They just landed. lăn le kìa. Cho coi kìa, áo để dành mùa đông mình mặc kìa. Áo lên để không luôn. Vòng tự nó đi chứ gì. Cái này ra gạch điều áo 200 mấy bật đẹp, có lo mặc cái hai cái có ăn nói người ta. Nhìn ra các cái khăn bên kia nữa kìa kênh. Tại hai cái màu để chung đẹp quá hả? Yeah, it's nice. Ngọt, ha? It's a nice color. Sweet. Thank you. Thank you. I'm gonna go back there. Bụng nhỏ xíu à? Cái màu này lấy màu là nó nâu hả? Nó nâu màu đen, một I have some màu đen này thì hợp trùng với mấy cái màu kia. Cái màu đỏ vẫn đẹp hơn. Cái em xài không? Nó sẽ cứng hơn, cái này mềm hơn nè. Hay là cái này. Mình thấy ở đây rẻ, còn như 400 hả? 400 mấy? 600 hả? 600. Ừ, 600. So for 40, 50. Oh. Original giá là 600. Rồi nó xuống như này. Đừng có đi. Nói tóm là nó, nếu mình mặc cái đồ thường đặt ra. was my pleasure helping you, okay? Yeah. All right. I guess take care of everybody. All right. Người ta bình, người ta giống như tốt vậy đó. Lisbon, phải quá. Lisbon giống như đêm cướp vậy. Cái line dài quá trời ơi, phải nhờ chị chồng đứng gác line giùm. Đang mua chưa trả tiền chưa kịp phải chạy quá trời chạy luôn. Giờ vừa tới đây mừng quá. Cái line vẫn dài quá trời luôn kìa. Mùa dịch đó nó không có cho nhiều người vô, phải đi vô từng đợt mỗi lần vô chỉ có 2-3 người thôi, xong rồi đi ra đợi người ta đi ra xong mình mới được vô nữa. Thở ghê. Hi. Bây giờ mình đang xếp hàng tiệm Gucci. Nãy giờ mình đi vòng tới vòng lui bao nhiêu vòng rồi, cái tiệm này cái lai dài lắm. Mình nhờ em chồng với chị chồng đứng giùm. Mình chạy như dịch vậy, chưa kịp tính tiền là chưa sắp tới rồi, cho nên là mình phải chạy tới ngay. Mong rằng cái tiệm này hôm nay kiếm được mấy cái đồ mình thích. Mình đang cần beo cho chồng mình, với lại đang cần beo cho mình luôn, mấy cái khăn cũng được. Còn giỏ thì mình không có mua đâu, không có thích giỏ của chị. Xong rồi mình sẽ đi qua bên YSL, mình sẽ kiếm tiếp. Trên gà ở trên chu. Thôi xe nè má ta. Mình có lấy xe ra đi được thì lấy xe cái chiếc sau FL nãy vô và nãy trong cái nào vô này. So did Natalie recommend you or no? No. Yes. Yes. Ủa? Nãy mình có đi xuống đây không? Không. No. Sao nãy chưa thấy kiểu SL? Ở tay mua bóp dưới đây hả? Ờ, ngoài xem. Ồ, nãy mình thấy kiểu này nè. Rồi, 600 mấy luôn. Rất là comfortable. Coi cũng Gucci cũng ghét like lâu thật lâu mà uổng mất thời gian cũng Hôm nay là mình đi trái cây, vườn trái cây rồi. Thôi bây giờ tạm chào mọi người ở chỗ này nha. Cái gì mình hẹn tí xíu hay là có gì next video ngày mai cũng được, mình sẽ có gì vui vui mình quay lại. Bye bye.